Chào mọi người, video này mình giới thiệu với các bạn là hai mẫu bình hoa hướng dương. Mẫu thứ nhất mã là 6737. Mẫu này là bình hoa hướng dương chùm nho. Một bộ tranh thì lúc nào cũng có quyển hướng dẫn nha các bạn. Thì cái hãng này nè, cái quyển hướng dẫn này, cái bìa họ in không có trau chuốt, cho nên nó in chỉ cho mình biết cái mẫu thôi. Cho nên cái bìa nó không đẹp lắm nha các bạn. Rồi mẫu này kích thước là 50 chiều ngang và 60 là chiều 65 cm là chiều cao. Vải 11CT các bạn theo chỉ 3. Đây là tranh thiêu kín ha. Mẫu này thì theo như mình đánh giá, cái phần muối với mảng thì mảng nó chỉ có hai phần thôi, còn lại tất cả đều là muối ha. Vì hoa nó thường là vậy á các bạn. Với lại cái tông màu của bức này á, hình tranh chuyển thể nữa, cho nên á đa phần sẽ là muối. Thì riêng cái mẫu này là tâm thấy là nó muối nhiều hơn mảng. Các bạn lưu ý các bạn xem cái phần màu chỉ á, nó sẽ nói lên cái màu của tranh thành phẩm ha. Màu chỉ của bộ này á thì cái tông màu tối nó là 4 phần. 4 phần này là thuộc về cái phần màu nền. Màu nền thì được pha giữa màu đen, màu xanh đen và màu nâu, nâu đất đó các bạn. Thì cái tông màu nền của mẫu này tối hơn cái tông màu nền của cái mẫu tiếp theo Tâm sẽ quay ha. Nhưng mà nếu bạn nào thích á, thì cứ chọn thích sáng đấy, thì chọn cái mẫu sau. Còn cái thích cái tông lên sang á, thì chọn cái mẫu này. Nói chung là hai cái mẫu này Tâm thấy nó đều rất là ok. Còn nói về tông màu sáng á, thì mẫu này là tông màu sáng nóng ha. Cái màu rất là tươi. Các bạn xem cái màu chỉ nha, rất là tươi ha. Cái mẫu sau á, cái tông màu chỉ cũng rất là tươi luôn. Riêng về bước này á, Tâm nói kỹ hơn xíu là vì cái màu hoa á, các bạn, cái màu ánh sáng á, sẽ tập trung vào màu của hoa. Màu của hoa và bình hoa. Còn xung quanh là nền thì ít ha. Cái mẫu thứ hai thì trên màn hình các bạn thấy đó, bình hướng dương quả táo, mã là 6735. Thì cái cứ tờ hướng dẫn thì cái bìa nó không được đẹp nha các bạn. Cái mẫu này sẽ nhiều hơn cái mẫu trước hai màu chỉ là 33 màu chỉ ha. Rồi thiêu kính luôn chỉ cô tông. Mẫu kích thước vải kích thước là 50 x 65 cm, vải 11CT các bạn theo chỉ 3. Phần muối và mảng cũng tương tự như bước trước luôn nha các bạn. Về ký hiệu in thì rất là rõ rồi. Các bạn xem mà, ký hiệu ha. 33 màu chỉ. Rồi bây giờ các bạn xem cái phần màu chỉ để nói lên màu của tranh thành phẩm nha. Cái mẫu này thì như mình nói lúc nãy, cái nền nó sáng hơn ha. Cái màu nền sáng hơn. Được từ lần từ màu xám, xám trắng, xám lông chuột, nâu, nâu đen, màu đen ít xỉn nè. Nói chung là tông màu nền của mẫu này sáng hơn. Bạn nào thấy sáng hơn thì chọn mẫu này ha. Nhưng cái điều cái màu sáng nó tập trung toàn tranh đa phần là màu sáng. Còn cái bức kia thì sẽ tập trung chủ yếu vào hoa. Mỗi bức Tâm thấy nó có cái độ đẹp và độ nét riêng á. Thì tùy các bạn thôi. Chỗ của Tâm thì có giao hàng toàn quốc, nên nếu như các bạn yêu thích sản phẩm có thể liên hệ Tâm ha. Số điện thoại của Tâm là 0982074867. Nếu các bạn có dùng Zalo thì cứ nhắn qua Zalo cho Tâm ha. Cả hai bức này đồng giá là 254.000. Các bạn mua hàng trực tiếp Tâm có hỗ trợ giá cho các bạn ha, và miễn phí ship. Nói chung là khi các bạn nhắn gọi hoặc là nhắn qua Zalo á thì Tâm sẽ hỗ trợ giá, đao giá xuống cho các bạn một xíu ha. Bye bye và chào tạm biệt các bạn nha.